Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy cày Shibuga 2640 các bạn. Đấu cái đầu là 3T100 ha. Đầu máy thì có làm máy, hơi hám thì bao hơi ha. Và đích số thì lên có lên đùi lớn nha bạn. Bán trọn bộ thì như các bạn thấy trên hình như thế nào thì bán như thế đó đó bạn. Gồm bánh kè với cái hai bánh kè hai thớt vậy đó bạn. Với cái dàn xới ha, thì là máy thì ở địa chỉ là Vĩnh Thạnh của Cần Thơ các bạn. Anh em và các bạn có nhu cầu mua thì liên lạc với số điện thoại nằm ở trên tiêu đề ha. Thì máy thì dàn xới thì có cái có thêm cái mấy cái gân chạy cặp bờ nữa bạn. Đó. Thì anh em xem hết video để biết thêm chi tiết về cái máy ha. Anh em và các bạn cần mua thì liên lạc với số điện thoại nằm ở trên tiêu đề. Đó. Đích số thì có lên đùi lớn của danh đe ha, 2640 đấu đầu 3T, có làm máy bao hơi ha, giá là 80 triệu đó. Động cơ là vậy đó. Anh em và các bạn có nhu cầu mua thì liên lạc với số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp nhà chủ ha. Còn anh em và các bạn có cần bán đồ thì liên lạc qua kênh của mình, mà số điện thoại là 0352 915 395 các bạn. Nếu mà anh em và các bạn cần mua mà điện cho mình thì mình không giải quyết ha, tại vì mình không có biết được cái chi tiết của cái máy này đâu mà mình diễn tả. Do đó nên anh em và các bạn cần mua thì hãy liên lạc qua số điện thoại nằm trên tiêu đề để gặp ngay cái chủ máy. Chủ máy người ta mới biết hết về cái máy này, người ta mới trả lời cái câu hỏi các bạn được ha. Em chứ không phải là mình ích kỷ gì chứ, mà mình không có biết gì cái chi tiết của máy này, do đó nên không biết, không trả lời được các bạn. Nó máy thì vậy đó. 3T100 có làm máy đấy, theo là cái thông tin của chủ máy các bạn. Mà hơi hám thì bao máy đang sử dụng các bạn. Rồi anh em và các bạn có cần bán đồ thì liên lạc qua kênh của mình, và số điện thoại là 0352 915 395 các bạn. Cái clip này thì quay cũng dài, có đoạn chủ máy test máy ha, do đó nên anh em cần mua thì xem hết clip để biết thêm chi tiết về cái máy này. Đây là cái phần đít đùi ha bạn. Thì cái nói là lên cái đùi lớn của Zender ha. Đó, lên đùi lớn của Zender, anh em cần mua thì dòng máy này thì lên đùi lớn thì chạy nó sẽ bền hơn ha. Đó.
Anh em và các bạn cần xem cái đoạn test máy thì ảnh sẽ quay cái đoạn test máy chạy cho các bạn xem ha. Đó, cũng như là nghe cái hơ máy này kia ha. Đó. Tắt luôn.